từ nơi xa. Mai anh về Bảo Lộc với em không? Nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kiều hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào dân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới. Đó chính là khu du lịch thác Đam Ri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không? Mai anh về Bảo Lộc với em không? Nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu, giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị, sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hay mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều, liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẫn đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm. Một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng muốn về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn ưu điểm của mình. Đúng đi rồi. Nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá.
em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lừa vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em hát em có quên lời không? Dạ, dạ đôi lúc cũng có ạ. Trời đất. Dạ, em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Em rút lại một vài giây được không? Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ, dạ cũng được luôn ạ. Ừ, cái, dạ, lúc vậy đó... đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Không. Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Ơi, nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc dạ, cũng khá dạ. lắm à. Dạ, dạ chị lại. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đó. Chắc là thấy khá rồi đó. À, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn á. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái chứ tôi thấy là đàn gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào à? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi. Hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương, lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng thôi. Giờ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Mời những cô gái Bramri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, hát rất là hay. Nhà chị là 4 chị em gái, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai. Bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em. Rồi còn đây là chị hay là em của nhà gái?
Dạ em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ ba ạ. À em thấy anh sao? Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc đó. Dạ nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé nhà có gia đình nhà, hả? Dạ. Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gả thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em trai. Chào nhà trai ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ mới nhìn người Bảo Lộc thôi nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Dễ thương quá. Nghe đã lưu tai thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. À, em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. À, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở nào. Em chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy. Là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo cho em. Đây chị cầm cho, chị cầm cái hộp. Chị đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra, trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em thông cảm với anh ơi, rung lắm. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà. Ủa nha. Ủa gì còn? Trời hôm nay ơi, em nữa. Mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Em gửi tặng anh thác Đam Ri. Đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh. Và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy. Đó là trong trái tim anh. Rồi đem về đây đi nào. Dạ được. Bây giờ tới lúc mình hai đứa trò bấm nút chuyện luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh đi rồi, anh đi rồi. Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em.
Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cô nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi sao. Anh nghĩ là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói sao xui quá vậy? Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần nhà em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Tại vấn đề rất là dễ cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói vậy rồi thôi mình quyết định thôi. Nào. Bấy nhập Toshiba, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp. Đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV mặt kính cao cấp Hegon của Đức có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Hãy giữ tất cả những kỷ niệm đó. Thưa quý vị, cặp đôi vừa rồi đã không bấm nút và đã gây một cái sự tiếc nuối không những cho hai MC mà còn cho tất cả quý vị khán giả trong khán phòng này. Thôi thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai để xem cặp đôi thứ hai có mang lại một cái niềm vui, niềm hạnh phúc nào cho chúng ta. Mong rằng cặp đôi thứ hai đừng đeo bông. Mời quý vị theo dõi cặp đôi tiếp theo. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Em đang bán quán nhậu quê ạ. À, quán lẩu dê, lẩu bò, lẩu bán bia đấy ạ. Em thì em kinh doanh quán bún đậu mắm tôm ở Yên Sơn luôn ạ. Vô luôn. Dạ em thì cũng thất hứa với chương trình, thật sự với anh là một năm nay rồi. Chương trình gọi em đi thì mẹ lại ở quê lại cũng hôm nay lại mất. Đến lúc chương trình gọi em nữa lần hai thì lại bị Covid, lại không đi được. Sau bây giờ lần 3 thì em đã bị tai nạn không đi được. Hôm nay là lần thứ 4 ạ. Thứ 4 em quyết định. Đó là duyên nợ đó quý vị.
mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Mời nhà trai. Và chào Kiều Linh, chào khán giả. Rồi, mời em ngồi. Ồ. Xin mời nhà gái. Mời đi. Oh wow. Chào bạn. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu, mình nói chuyện lớn lên để cảm nhận về nhau rồi chúc mình mở rào ha. Mời nhà trai. Dạ, em tên gì để giới thiệu ạ? Em Trịnh Ngọc Hà, ở Thắng, Tiểu Sơn, Thanh Hóa. Em đang bán quán nhậu ở quê ạ. À, quán lẩu dê hay lẩu bò hay lẩu... Dạ, bán bia thì ạ. Ở đó với ai? Dạ, em ở với ba. À, tức là hai cha con ở thôi. Vâng, em nhà riêng, bố em nhà riêng. Sao hai cha con không dọn ở chung? Dạ, em bán hàng thì em ở bên quán luôn. À, ở bên quán, bố em ở riêng. Dạ, dạ. Nhà trai có quán nhậu, bán bia. Vậy chắc nhậu dữ lắm ạ. Có không? Dạ, cũng không dám nhậu nhiều. Ta dành thời gian bán cho ai dành thời gian nhậu. Hà, 34 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Ừ. Thế chào chú Kiền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai và gia đình nhà trai ạ. À, em là Dung, em đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ôi giời. Em là 29 tuổi. À, công việc nhà em thì em kinh doanh quán bún đậu mắm tôm ở Bỉm Sơn luôn ạ. Hay hay hay. Trời vô luôn. Bún đậu mắm tôm xong mình qua ăn bún bia luôn. Dạ. Cách bao xa? Cũng 5-60 cây. À, Bỉm Sơn, em là Triều Sơn. Em gái là mình sinh sống với lại mình kinh doanh ở ngoài đó luôn hả? Dạ vâng ạ. Nào, hôm nay định mệnh nó như thế nào chúng ta chờ xem. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng ạ. Biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính mà lại cũng nhiều lúc cũng phải biết hạ xuống ạ. Nói lớn tiếng không? Nó nói lớn tiếng ạ. Đấy, cái đó lo nhất đấy. Lớn quá nhiều khi tổn thương ta nha. Sao tình hình sao mà mới bị thương? Dạ, em thì cũng thất hứa với chương trình. Thật sự với anh là một năm nay rồi. Chương trình gọi em đi thì mẹ lại ở quê, lại cũng không may lại cũng mất. Đến lúc chương trình gọi em nữa lần 2 thì lại bị Covid, lại không đi được. Trời ơi. Sau bây giờ lần 3 thì em lại cũng bị tai nạn, không đi được. Hôm nay là lần thứ 4 ạ. Thứ 4 này em quyết định. Đó là duyên nào đó quý vị. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em cũng khá giống bạn nam ạ. Em hòa đồng, vui vẻ. Còn khuyết điểm của em thì em cũng khá là nóng tính. Thật ra là khi mà em bực lên, em nóng tính, nhưng mà em nói xong mà nếu mà cảm thấy bực quá là thôi em sẽ im lặng, không nói nữa. Để sau nói chuyện sau. Đỉnh cao của sự nóng tính là im lặng đó hả? Mình bàn nhau, nếu nóng tính quá người đem bún đậu mắm tôm, người đem bia vô nhậu là hết nóng. Sao? Đường tình duyên của em sao rồi hả? Dạ, em cũng 2-3 mối tình ạ. Thời học sinh thì cũng yêu, cũng đạp 20 cây số để tặng một bó hoa về đấy. Trời. Chứ còn không cầm tay, cũng chỉ tặng hoa xong về đấy. Thứ hai thì cũng yêu xa thì không gặp được nhau được thời gian, rồi là phôi phai dần dần. Rồi cũng không nắm tay luôn. Thì em tập trung vào buôn bán làm ăn nên không có thời gian để mà tìm hiểu về bạn vậy thôi đó hả? Dạ, lần này dạ, là dạ, phải dạ. Đi ăn bún đậu mắm tôm cho nó sâu sắc nha. Yêu nhau kỳ này là dứt khoát phải ăn bún đậu mắm tôm. Dạ. Rồi bây giờ hỏi về đường tình duyên nhà gái nè. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Em mới ly hôn ạ. Em mới ly hôn ạ. Em ở chính thức ở đấy bên nhà chồng thì khoảng hơn 1 tháng là em ly hôn luôn rồi ạ. Quen nhau bao lâu thì kết hôn? Quen thì anh đấy nói chung là bạn với anh họ nhà em. Từ lúc đó em còn bé xíu là em đã biết anh đấy rồi, khoảng tầm hơn 10 năm liền. Nhưng mà để cái lúc mà anh ấy tìm hiểu để mà vào tán mình, để kiểu tán tỉnh để muốn tiến tới hôn nhân ấy ạ. Trong quá trình quen biết mình thấy hiền lành, thấy anh ấy đối xử với bạn bè rất là tốt. Tại vì vốn dĩ em cũng không có yêu đương nhiều hay sao, mà em thấy cứ hiền tốt là được rồi. Để cưới nhau có mấy tháng thôi? Trong mối quan hệ vợ chồng hoặc là cuộc sống hàng ngày đấy, nếu mà có kiểu cuộc sống khó khăn hay là những mâu thuẫn thì em có thể chịu được. Nhưng mà tại vì là do trong thời gian ở đấy thì do chắc là do em khóc quá nhiều đấy. Thì mắt em có bị viêm, vừa viêm giác mạc cấp vừa viêm kết mạc cấp. Thì em có đi viện thì cấp cứu thì anh ấy không cho đi, anh bảo em giả vờ. Thì bố mẹ đưa vào viện Hà Trung thì gần. Thì em... Bác sĩ có bảo là thì khả năng là họ bảo là khả năng chưa biết là có thể nhìn lại được không. Thì lúc em còn mang bầu nữa, nhưng mà tại vì là cũng kịp thời đấy ạ. Nên là sau đấy em sau 1 tuần thì em có thể nhìn lại mở, tức là như em với chị Ngọc Lan em có thể nhìn được, em có thể nhận ra được chị, nhưng mà không nhìn rõ được mặt. Thì khi mà đưa từ viện về thì
chồng em nó để em luôn ở trong nhà ngoại và nó đi không qua lại luôn, nó đi về nhà nó luôn. Cái lúc đấy em không còn nghĩ cho em nữa, em nghĩ cho con, em bảo bây giờ nếu mà giờ về mà mắt em bị lại thì em có vào và hỏi với kiếm bác sĩ, thì nếu mà bị nặng như thế thì chỉ có thay giác mạc thôi. Nghĩ đến là nếu mà em có bị như thế thì con em nó khổ nhất, rồi đến bố mẹ em thì em cũng chưa nghĩ đến em nữa, thì em quyết định em ly hôn. Và tụi em có một đứa con hả? Dạ. Con gái hay con trai cơ? Dạ con gái ạ. Mấy tuổi rồi em? Con gái em năm nay 5 tuổi rưỡi rồi ạ. Em ly hôn bao lâu rồi? Tức là em ly hôn từ năm 2016. Nghe hoàn cảnh như thế thì em cảm nhận thế nào hả? Em cũng chẳng biết nói gì hơn cả, thì thấy cô rất là đáng thương. Một người phụ nữ đáng thương ha. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Đối xử tốt với em là được ạ. Bị tổn thương rồi nên rất là kỹ lưỡng trong cái việc chọn nha. Con gái 6 tuổi bây giờ ở với ai vậy em? Dạ con gái ở với em ạ. Một mình kinh doanh rồi lo cho con luôn hả? Nói chứ mình cũng phải có một cái lý tưởng về người đàn ông của mình chứ. Cao nhiêu, cao cỡ sao? Nói đi để chị qua chị ngó. Cũng cần có chiều cao ngoại hình đấy ạ. Từ 1m68 đổ lên là được ạ. Bình thường nói chung là sạch sẽ. Em không thích những người con trai mà để móng tay dài các thứ. Không có. Không có móng tay gì. Móng tay đâu. Tao bắt bia đâu phải. Hơi đen. Đen là giờ gì? Sao? Lo đen là gì? Lo nướng cá. Đây là đen do công việc thì không sao ạ. Bây giờ là hay là mình làm nhiều khi làm anh làm quán nhậu thì chắc là do làm. Dạ vâng. Được đúng không? Em về em chăm cái phần đó được đúng không? Trời tôi lo lắng cho cô gái này quá. Em cứ gọi là tốt lên y như em, tóc tai như em. Dạ. Rồi làm trắng lên chút xíu như em thôi, đơn giản thôi mà. Dạ. Nhìn nghiêng nghiêng giống mặt Văn Khoa bắn đống bún đậu mắm tôm. Mình muốn lấy vợ như thế nào? Em thì muốn một người bạn gái cũng hiền lành, chịu khó làm ăn, có gì thì chia sẻ lẫn nhau vậy thôi ạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi chị gái anh rể với bên nhà em. Vâng, xin xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Lan ạ. Dạ. Và chị bên gái. Anh cứ ngồi đi. Anh cứ ngồi xuống thoải mái đi ạ. Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh. Em tên Hưng, là bạn học của chị gái Hà. Em đến từ quê hương Thanh Hóa và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Em thấy bạn gái bên đây thì nhìn cũng dễ thương, thì với người em của em thì em thấy hợp đấy. Hai em tìm hiểu nhau rồi cảm thấy là hợp thì mình tiến tới thôi. Anh muốn nghe ý kiến của chị ruột của Hà cái. Dạ Hà thì ở nhà thì cũng chịu khó, chơi bời thì cũng không phải là chơi bời nhiều. Mỗi khi mà nó mà đã muốn làm một cái gì thì nó có phải làm cho nhiệt tình, cho xong cái việc của nó đi. Thì nhiều khi ví dụ như mà em là có bạn bè hay đi chơi á thì rủ nó đi chơi nhưng mà công việc của nó chưa xong nó không đi. Em con em gái này thì cũng được, quan trọng là thằng cậu em, nếu thằng cậu em mà em nó ưng thì em cũng đồng ý thôi ạ. Rồi được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nhà gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái với. Em chào hai anh chị MC và chào anh trai, chào bên nhà anh trai ạ, và chào tất cả các khách mời. Em là em gái của chị Dung. Thì chị gái em thì khá là hiền và vui tính. Bên ngoài thì có vẻ cá tính nhưng bên trong thì lại hơi yếu đuối, hơi suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình ấy ạ. Nhiều khi hay có chút thiệt thòi. Thì em cũng mong là chị em có thể gặp được một người có thể hiểu và quan tâm chia sẻ với cả chị em. Anh Hà thì em thấy anh ấy khi mà vừa nhìn thấy anh ấy xuất hiện thì thấy anh khá là chắc chắn và hiền và khá là đẹp trai ạ. Và cái việc mà nếu như có duyên, anh chị có duyên sau này ở cùng nhau thì cái việc chăm sóc và ở chung như thế với cả bé như thế thì anh có cảm thấy thoải mái và hay là thấy khó khăn gì không ạ? Cảm ơn em. Thì anh thật sự thì cũng không quan trọng vì mình cũng đã có nhà riêng rồi. Hợp nhau thì chị gái em với vợ cháu lên nhà anh ở cũng được, không sao cả. Thì là mình là ở riêng cả chứ không vợ. Nếu mà anh lấy vợ thì cũng không phải là làm dâu, có nhà có cửa đàng hoàng rồi nên cũng không phải lo vấn đề đó. Em cảm ơn anh. Rồi. Tốt quá. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ thì chúng ta mở rào để cho hai bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Cố lên nha Hà nha. Hai bạn này mặc phu thê lắm đó. Bắt đầu đi. Tới chương trình anh có quà tặng cho em. Bó hoa đẹp quá. Rồi ạ. Thôi, này tặng bạn gái hay tặng tôi? Tặng bạn gái ạ. Tôi tưởng tặng tôi, tự nhiên mang qua đây hết hồn. Cái gì vậy? Mở ra coi. Một chiếc đạp và hai người đèo nhau.
chở nhau đến già luôn nha. Lần đầu tiên gặp em gái thấy thế nào? Anh chào em. Dạ, em chào anh. Anh cũng thật sự với em cũng rất nhiều lần đến cũng mình cũng muốn có một cái hạnh phúc gia đình á. Dạ. Thì cũng mong mỏi rất lâu rồi. Thì cũng cũng bận làm rồi cũng công việc cũng lu bu quá nên là cũng may nhờ chương trình thì hôm nay cũng được gặp em. Trước khi bước lên đây là cũng có một cái là xác định luôn là lên là xác định là phải tìm được một người của mình. Dạ, em thì em cũng chưa tiếp xúc đấy ạ. Em cũng không biết phải đánh giá nào nhưng mà nói chung là em cũng xác định là nghiêm túc là muốn tìm hiểu một ai đấy ạ. Tìm hiểu thì mình còn quá trình dài mà, mình sẽ từ từ tìm hiểu thì lúc đấy thì em mới biết được là anh như thế nào rồi. Anh thì cũng có tuổi rồi thì em sinh năm mấy nhỉ? Dạ em 93 ạ. Đúng hợp tuổi anh Quỳnh Linh ơi. Hợp tuổi hợp không? Hợp luôn ạ. Hợp quá đúng không? Em Hà bước tới đi Hà. Em gái đứng lên nào. Dạ. Đây. Một chút nắm tay. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt nhau. Các bạn có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói tất cả những cái gì mình suy nghĩ về bà người đối diện của mình. Thật sự với em là trước khi lên chương trình thì cũng không biết được là người như thế nào. Đấy mà cũng không biết được là như thế nào cả. Mà tự nhiên lên thấy em thì anh thấy cảm thấy là cũng có một cái gần. Thứ nhất là nghe nói là Yến Sơn là đã gần rồi. Thứ hai nữa là cũng cảm thấy em là con người gần gũi thân thiện thì cũng nên mình tạo một cái điều kiện cho mình gần gũi nhau hơn. Rồi. Ok. Rồi vị trí đi Hà. Được rồi đó. Bấy nhập Toshiba, điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Nhắm mắt lại. Kiểm tra lại một lần nữa xem trái tim mình có rung động hay không nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Đang tay vào nhau. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình đó. Mình hãy nhìn ống kính mình xin phép gia đình của bạn gái. Con chào hai bác gái. Hai bác gái hả? Hai bác thôi. Hai bác bên rồi. Họ gái. Thì cháu thì cũng quê cũng Triệu Sơn ạ. Thì may mắn thì gặp được con gái của bác ở trong đây. Ở quê gần quê mà không biết mà phải vào đây thì mới gặp được nhau. Thì trước hết thì con cũng xin phép hai bác cho bọn con được hẹn hò với nhau được đàng hoàng. Con hứa thì con sẽ làm chọn bổn phận của một người người chồng và một người bạn trai của con của bác. Cảm xúc của em gái thế nào? Thật ra thì bạn này rất là xúc động đó. Cũng có phần lo lắng đúng không em? Dạ. Chị biết được là em có một chút gì đó hơi lo lắng. Nhưng mà thôi thì mình cho mình cơ hội. Mình cho người ta cơ hội, tức là mình cho bản thân mình cơ hội. Các bạn đã xem trình là gần hơn 10 năm nay rồi. Nó đều có nụ hôn đầu tiên khi chúng ta bấm nút hết. Nào, cứ làm nhiệm vụ của mình đi Hà. Em chán ạ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo
bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV mặt kính cao cấp Hegon của Đức có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ENC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc. Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ.